sinh. Được sinh ra là một người con đất Việt luôn là niềm tự hào của biết bao thế hệ. Và ngày hôm nay, trên sân khấu của lễ khai giảng năm học mới, năm học 2023-2024, chúng ta lại một lần nữa cảm nhận niềm tự hào đó qua ca khúc Hello Việt Nam do bạn Nguyễn Mạnh Đức Đạt và Nguyễn Hà Thảo Vi lớp 11B thể hiện. Xin kính mời quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thưởng thức. Good morning, ladies and gentlemen. We are Đào Duy Từ High School. Oh,